Xin chào quý vị và các bạn. Chuyện hồn ma của Uyên Thi xuất hiện ở trần gian với lời kêu khóc thảm thiết, với lời cảnh cáo sẽ trở về đòi mạng, khiến tất cả các thành viên trong nhà sợ hãi. Không phải là do Uyên Thi linh thiêng, vì sự thật cô vẫn chưa hề chết, mà là có người giở trò. Vậy ai là người đứng đằng sau chuyện hồn ma bóng quế đó? Mục đích là gì? Cùng chúng tôi vén bức màn bí mật trong video ngày hôm nay nhé! Có rất nhiều cái tên trong danh sách tình nghi. Người đầu tiên được khán giả gọi tên chính là Vân Anh, bởi cô thực chất chính là Uyên Thi. Trong hình hài mới, trong thân phận mới, cô trở về vén bức màn sự thật, tìm ra hung thủ hãm hại cô, đòi lại món nợ máu. Đúng là cô có động cơ giở trò nhát ma nhát quỷ, hòng rung cây dọa khỉ. Nhưng quả thật nếu tinh ý, nhìn biểu hiện ngỡ ngàng, ngơ ngác của Vân Anh thì không phải là cô. Khi chính cô bị dụ dỗ tới phòng piano rồi bất tỉnh nhân sự, không biết trời đất là gì, cô cũng đang cố gắng tìm câu trả lời. Rốt cuộc ai định hù dọa cả nhà? Cái tên thứ hai được nhắc tới chính là Khánh Linh. Mục đích của cô nàng là nhắm tới Vân Anh, bởi chính cô với sự giúp đỡ của bà Hiếu đã 5 lần 7 lượt giở trò tiểu nhân bỉ ổi hãm hại Vân Anh, hòng chia rẽ tình cảm của Vân Anh và Việt Lâm, cũng như khiến Vân Anh tức giận, không kiềm chế được cảm xúc mà ghen tuông mù quáng rồi nổi cơn thịnh nộ. Lúc đó, cô nàng chỉ việc nhảy vào, đâm bị thóc, chặt bị gạo, để bà Ngọc và Việt Lâm hiểu nhầm, to tiếng rồi tống cổ Vân Anh ra khỏi trần gia. Chỉ tiếc rằng Vân Anh đã nhìn thấu dã tâm của Khánh Linh. Vân Anh còn tương kế tự kế, chuyển bại thành thắng, khiến Khánh Linh phải nhận kết cục ê chề. Còn bị bà Ngọc cao giọng giáo huấn, nếu lần sau Khánh Linh và bà Hiếu còn làm những chuyện tương tự, làm náo loạn trong nhà, làm tổn thương Việt Lâm, thì bà Ngọc sẽ không nhân nhượng. Khánh Linh cay cú, giả vờ làm hồn ma của Uyên Thi để hù dọa Vân Anh, để cô sợ hãi, tự động rút lui khỏi trần gia. Nhưng quả thật, nhìn bộ dạng lo lắng, sợ hãi của Khánh Linh, thì không phải là do cô nàng làm. Hơn nữa, những kẻ ác nhân thất đức thường rất sợ nhân quả, rất sợ hồn ma báo oán. Trong chính căn phòng của Khánh Linh cũng xuất hiện dòng chữ viết bằng máu: trả mạng cho tôi. Khiến cho Khánh Linh độc ác bất chấp thủ đoạn từ đây cũng bắt đầu tin vào những chuyện tâm linh. Hơn nữa, một mình Khánh Linh nếu không có đồng minh thì rất khó thực hiện phi vụ này. Cô nàng chỉ có thể lôi kéo được bà Hiếu. Nhưng sau vụ chiếc bình hoa bị vỡ trong phòng piano, sau vụ Vân Anh cãi tay đôi với Việt Lâm, khiến anh thất thần như kẻ không hồn, bà Hiếu sợ kiếm chuyện với Vân Anh, vô tình sẽ khơi gợi nỗi đau của Việt Lâm, nên bà từ bỏ ý định hãm hại Vân Anh. Để gia đình cửa ấm nhà êm, nên bà Hiếu đã không còn mù quáng tin vào những lời đường mật của Khánh Linh. Không phải Vân Anh, cũng không phải Khánh Linh, những thành viên khác trong trần gia chẳng có lý do gì để làm ra chuyện này. Và người thực sự đứng đằng sau chính là Việt Quang. Quang từng là đứa trẻ hạnh phúc, có cha có mẹ yêu thương. Nhưng vào một ngày đẹp trời, bà anh nói lời chia tay với mẹ anh. Hóa ra ông không hề yêu mẹ anh, mà vì mẹ anh thầm thương trộm nhớ ông, rồi dàn cảnh lên giường để rồi có thai. Ông cưới bà chẳng qua vì trách nhiệm. Giờ trái tim ông vẫn còn vương vấn mối tình đầu. Ông chấp nhận mang tiếng là người đàn ông bội bạc, chứ không muốn sống cuộc hôn nhân giả tạo, không có tình yêu. Sau khi ly hôn, mẹ con Quang về sống chung với bà Ngọc. Vì mẹ anh là người cố chấp, suy nghĩ cực đoan, bà đã dạy dỗ tìm tới cái chết, khiến cậu bé vừa lên năm cho rằng chính ba anh là người đàn ông tệ bạc, gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ anh. Anh cứ thế khép mình lại, chỉ tới khi gặp Uyên Thi, cô bé lương thiện hiền lành, với nguồn năng lượng tích cực của mình. Uyên Thi giúp anh hòa nhập với thế giới, khiến anh lạc quan hơn, yêu đời hơn. Từ nhỏ, Quang đã thầm thương trộm nhớ Uyên Thi. Chỉ tiếc là vì bản tính nhút nhát, anh chưa bao giờ thổ lộ tâm chân tình của mình. Kể cả khi thấy Uyên Thi và Việt Lâm yêu nhau, dù cho bà Thủy bật đèn xanh, ra sức giúp anh giành lời Uyên Thi từ tay Việt Lâm, nhưng anh vẫn chọn cách im lặng, đứng ngoài cuộc, chúc phúc cho người mình yêu. Quang từng rất đau khổ, dằn vặt sau khi Uyên Thi qua đời. Anh tự trách bản thân, nếu anh mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn, đã không đẩy Uyên Thi vào cuộc hôn nhân địa ngục trần thế, rồi vô tình gặp thám tử mà bà Thủy cử đi điều tra về cái chết của Uyên Thi, anh mới nhận ra đó không phải là một vụ tai nạn, mà là cố ý giết người, là do người của trần gia giở trò.
Việt Quang tự nhủ với lòng sẽ tìm ra hung thủ và khiến hắn phải trả giá thật đắt. Để tiếp cận Trần Gia, Quang biết được Thu Thảo có tình cảm với mình. Anh thuê một đám giang hồ dàn cảnh gây sự với Thu Thảo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, không quên thổ lộ trái tim anh có hình bóng Thu Thảo. Và rồi, một Thu Thảo ngây thơ, đơn giản, chẳng mảy may nghi ngờ. Cả hai cứ thế trở thành một cặp. Dù trước đây, Việt Quang từng đứng về phe bà Thủy, từng tìm tới gây sự với Trần Gia, nhưng không thể phủ nhận, anh là một chàng trai tốt, lại rất trung tình, nên ai nấy đều yên tâm khi Thu Thảo ở bên anh. Để khai thác thông tin, Việt Quang luôn tận dụng cơ hội, dò hỏi Thu Thảo. Có điều, mỗi lần nhắc tới chuyện của Việt Lâm, của Uyên Thi, cô đều tìm cách lảng tránh sang chuyện khác, khiến Quang chẳng khai thác được thông tin gì. Anh liền đổi chiến thuật, nhắm vào bà Hiếu nhiều chuyện. Chính Quang là người đóng giả lắng nghĩa, người yêu của bà Hiếu, thường xuyên nhắn tin qua lại, chuyện trò cùng bà Hiếu. Một bà Hiếu ruột để ngoài ra, lại mê trái mù quáng, cứ thế thao thao bất tuyệt, kể hết những góc khuất trong nhà. Nhưng quả thật, bà Hiếu chỉ có gan làm những chuyện tiểu nhân, ném đá giấu tay. Chứ thực sự, những chuyện liên quan tới mạng người thì bà ta không dám. Bà cũng chẳng có thông tin gì về cái chết của Uyên Thi. Việt Quang tự nhủ, phải có biện pháp mạnh. Anh đã nghĩ tới chuyện giả vờ làm hồn ma của Uyên Thi. Vì anh hiểu rất rõ về Uyên Thi, anh còn có bản nhạc piano mà lúc sinh thời Uyên Thi rất thích. Anh còn thân thiết với bà Hiếu, nên dễ dàng có chìa khóa đột nhập vào căn phòng giới nghiêm đó. Rồi nhìn bộ dạng lén lút, thậm thụt của anh, thì tin chắc anh đủ động cơ, đủ khả năng làm ra chuyện nhát ma nhát quỷ. Việt Quang chỉ việc đứng bên ngoài quan sát phản ứng, biểu hiện của từng thành viên trong gia đình. Anh sẽ sớm có câu trả lời cho những nghi ngờ của mình. Nhân lúc Việt Lâm có chuyến công tác dài ngày, Việt Quang dễ dàng thực hiện ý đồ của mình. Bắt đầu là những tiếng khóc ai oán của Uyên Thi phát ra. Hồn ma đó hù dọa Vân Anh, vợ hiện tại của Việt Lâm. Để câu chuyện thêm phần thuyết phục, anh còn bật bản nhạc với những giai điệu trầm bổng. Chưa dừng lại ở đó, anh còn lẻn vào từng phòng, cố tình để lại những vết tích. Như thể Uyên Thi linh thiêng đang trở về đòi mạng. Và Việt Quang đã đúng. Khi Trần Gia được một phen nháo nhào, hỗn loạn, Việt Quang sẽ làm gì tiếp theo để kẻ có tật phải giật mình, tự mình chui đầu vào giọ? Còn Vân Anh, cô là người biết rõ nhất, chẳng có chuyện ma quỷ nào ở đây. Cô sẽ lợi dụng tình huống này ra sao để khai thác được những thông tin quan trọng, sớm tìm ra hung thủ sát hại cô? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận nhé. Kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ.